Sư ơi, xin sư chỉ cho con cách thiền rãi tâm từ. Cái thiền rãi tâm từ thì sư có giảng rất là kỹ, sư giảng rất là kỹ. Ở trong cái lớp Phật pháp nền tảng, trong lớp Phật pháp nền tảng, cái phần mà rãi tâm từ. Đây nè, trong cái lớp Phật pháp nền tảng ha, cái bài thiền tâm từ, thiền định bài số 12 đấy, sư có giảng rất là kỹ, sư nói để quý vị mở ra quý vị nghe thì nó rất là tốt ha, tại vì sư giảng rất là kỹ rồi. Ngoài ra thì trong cái phần vấn đáp thì như trong cái vấn đáp sư cũng có cái vấn rất là nhiều vấn đáp về tâm từ. Đây đây, vấn đáp Phật pháp nó có cái hướng dẫn thiền tâm từ ha, thì sư đã có những cái hướng dẫn, quý vị vui lòng mở ra xem lại ha, mở ra xem lại để tránh bị trùng.